mình sẽ pha nước chanh cho bà nội mình uống. Đầu tiên là chúng ta có chanh, được muối, nước, đường. Bắt đầu nha. Đường mở trước. Quá trình nó tan hết đường nha các bạn. Khởi cho muối nó tan hết nha các bạn. Muối tan hết rồi. Đầu tiên dắt chanh đi nha. Khuấy cho chanh tan hết nha. Tiếp hộp. Khuấy lại, khuấy cho chưa tan mà khuấy lại nha các bạn. Bà nội mình không có uống lại nha các bạn. Nếm thử một cái nha. Nhất không được nước nè. Không, mọi người uống. Bây giờ cái này nó hơi chua, mình sẽ bỏ thêm miếng đường cho nó ngọt ngọt một tí nha các bạn. Bà nội mình không có uống ngọt nhiều. Bạn nhìn con nhìn. Nghĩ là không làm bổ nha các bạn. Uống một mình sẽ thử và mình sẽ đem lên cho bà nội mình uống nha. Ngọt ngọt ạ. Bà nội mình á không có uống lạnh, nên chứ mình sẽ lấy một ly nước nóng mình đổ vô cho nó ấm, bà nội uống khỏi bị bệnh. Hiểu chưa? Đợi tết nha. Đây là nước nóng nha.
Rồi xong. Không có chua đâu, uống đi. Chua, cho nó ngon. Ngon thì uống đi. Nè, bà nội mình uống hết nước chanh này nha. Giờ mình sẽ lên cái chỗ mình uống.